cặp hậu phi chồng Diệp Kiều Ngọc Thạc Trầy Trang lập cặp gây tuyệt vời trong chương trình Vợ Chồng Son bởi Ghi Tượng Đẹp Như Người nổi tiếng. Cả hai có những giây phút cởi mở về mối tình gần 3 năm trước khi cưới và 9 tháng sau khi về thông thường một nhà. Trong gần 3 năm yêu nhau, Trầy Trang 28 tuổi, nhiều lần muốn từ bỏ mối quan hệ vì mẹ cô không muốn con gái yêu người bằng tuổi. Cho đến khi Ngọc Thạc cầu hôn, mẹ Trang thế hệ khai mạc cởi mở hơn. Màn cầu hôn khá lãng mạn diễn ra trong nhà hàng khiến cả hai nhớ mãi. Lúc đó, em run lắm, em không nói được. Em vừa quỳ xuống, người chơi Trang cũng run. Em vừa chịu nhẫn ra, Trang đưa tay vô luôn. Sau bữa ăn, bọn em có nóng một chút rồi, Trang thế hệ bảo em quỳ xuống cầu hôn lại thì lúc đó em thế hệ nói được một tràng những gì muốn nói, Ngọc Thạc kể lại. Thế nhưng, cũng giống như nhiều cô gái khác, Trầy Trang không tránh khỏi những cú sốc sau khi kết hôn. Khi kết hôn, tình yêu đang rất lớn nên tụi em không nghĩ là nó ngày cũng đến như vậy. Em cũng hay nói với chồng em là trong 3 năm em quen anh, em khóc bằng nhiều bằng 3 tháng em cưới anh về và ở với anh. Mọi thứ với em thực sự bế tắc, chính tâm sự. Cô nàng không thu được sự sẻ chia công việc nhà từ phía chồng. Ngọc Thạc bận bịu đến mức quên dành thời gian cho hậu phi khiến Trang ngày càng áp lực. Đỉnh điểm cô đề nghị ly thân và muốn đi du lịch xa. Đến lúc này, Ngọc Thạc thế hệ nhận ra sự vô tâm của phiên bản thân và điều chỉnh lại các kế hoạch làm việc. Dần dần, cuộc sống của cả hai trở nên dễ thở hơn. May mắn là cho đến hiện tại, không có trục trặc nào nghiêm trọng trong mối quan hệ của cặp đôi. Bạn trai vừa chịu nhẫn, cô gái đã tự cho tay vào, 3 năm yêu em không khóc nhiều bằng 3 tháng sau khi cưới.